Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trận chiến giữa Katakuri và Luffy nơi xảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi. Có người cho rằng nhờ sự trâu bò và màn thức tỉnh Haki quan sát cấp cao, Luffy thật sự đã chiến thắng. Có người lại cho rằng Katakuri đã cố tình thua, Luffy hoàn toàn không xứng đáng với chiến thắng này. Vậy nên mỗi người sẽ có mỗi cách nhìn khác nhau về vấn đề. Nhưng khoan phân biệt phải trái đúng sai, anh em dừng lại khoảng chừng 2 giây để bấm like và subscribe cho kênh phân tích anime để xem màn nhận định của tớ về một trong những trận solo hay nhất One Piece. Hôm nay, mời anh em cùng Bì Tu Hoàng tìm hiểu về Luffy với Katakuri, tại sao Luffy xứng đáng giành chiến thắng. Điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập đến là sự hoàn hảo của Katakuri. Nhắc đến anh, người ta thường biết đến là một kẻ đáng sợ, nguy hiểm và quyền lực trong băng Big Mom. Và năm 2 tuổi, anh lần đầu nếm mùi vị của bánh donut, từ đó trở thành món khoái khẩu của mình. Anh ăn nhiều đến mức khiến chiếc miệng rách toạc ra hai bên phải khâu lại. Cũng chính vì lý do đó, Katakuri từ một con người hoàn hảo đã có một khuyết điểm, mang bề ngoài như một con quái vật, khiến anh bị đám trẻ khác kỳ thị, tẩy chay. Prospero từng nói với em trai rằng, thôi, thằng em che cái miệng lại thì mới kết bạn được. Nhưng Katakuri không nghe, thay vì dùng não, anh dùng tay chân tẩn chết mỡ bố con thằng nào dám chê cái miệng của mình. Từ đó dẫn đến hậu quả là chúng tìm đến người em gái Broly trả thù. Sau biến cố, anh luôn tự trách bản thân đã quá ngây thơ và ích kỷ. Thúc đẩy Katakuri quyết định trở thành một người có sức mạnh vượt trội đến mức không ai làm hại người thân của anh nữa. Dần trở thành một nhân vật đáng sợ không nhân nhượng cho bất cứ kẻ nào. Anh từng bước nắm lấy danh hiệu chỉ huy mạnh nhất trong các tư lệnh ngọt. Quan trọng hơn, Katakuri đã xây dựng hình ảnh về sự tự hào, đi cùng với đó là đủ mọi loại tin đồn phóng đại như kiểu anh là một siêu nhân, một Superman, chưa bao giờ nằm xuống tại bất kỳ trận chiến. Nói đơn giản thì mấy đứa em nhìn Katakuri kiểu... Thậm chí chính hình ảnh này cũng khiến anh tin rằng mình chính là hiện thân của sự hoàn hảo, một kẻ đáng sợ đến nỗi không có bất kỳ ai dám chạm đến gia đình mình. Có thể nói, đó là trạng thái tâm lý phổ biến đối với những kẻ phản diện trong One Piece. Ở trường hợp này, Katakuri dường như nghĩ rằng anh đã tìm ra chân lý cuộc đời cho đến khi đối mặt với một vị thuyền trưởng nào đó tên là Luffy. Ok, đối với Kata, Luffy được xem là hiện thân của sự không hoàn hảo, một kẻ ngốc nghếch mang bộ não cao su lại còn yếu đuối đến mức không đủ sức bảo vệ đồng đội. Bằng chứng là không thể tự mình giải cứu được Sanji. Về cơ bản, lý tưởng giữa hai người giống nhau, chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng. Nhưng nếu Katakuri là hiện thân của sự hoàn hảo thì Luffy là hóa thân như một sự xúc phạm. Hơn thế nữa, cậu cũng được xem là mối đe dọa, một thế lực bất hảo, hỗn loạn và đáng xấu hổ cho một thể tặc chân chính. Không bị ràng buộc bởi bất kỳ logic truyền thống nào, ít nhất là đối với lão fanboy bánh donut nghĩ thế, còn tớ thì không. Chính lúc này, một điều bất ngờ xảy ra, Luffy kéo Katakuri vào thế giới trong gương solo nhằm bảo vệ thành viên trong băng. Một chiều không gian được tạo nên bởi trá quỷ của Broly. Thậm chí, Lu còn cụ thể hóa bằng hành động phá hủy lối ra tự giam bản thân vào bên trong với kẻ mạnh nhất tự lệnh ngọt, đẩy cả hai vào trận chiến thay đổi cuộc sống của họ trong tương lai. Điểm tiếp theo tớ đề cập đến là sự tương đồng giữa Luffy và Katakuri. Dù họ xấu sức mạnh trá quỷ không liên quan đến nhau, một người có cho mình trái cao su, người còn lại là bánh mochi. Nhưng suốt trận chiến là màn trao đổi chiêu thức khá giống nhau. Có thể một trong hai người đã sao chép kỹ thuật đối phương. Khả năng cao là Katakuri đã dùng Haki quan sát cấp cao sao chép và sử dụng lại kỹ thuật của Luffy. Dù là gì thì về cơ bản, anh đang phải đối mặt với một kẻ phản ánh những mặt đối lập ở bản thân anh. Một triết lý khác biệt từ lù như việc gạt bỏ đi mọi định kiến xã hội và không quan tâm cách nhìn nhận người khác về mình. Thánh Oda đã cố tình để trận chiến này diễn ra trong thế giới gương, công cụ phản chiếu hình ảnh bản thân theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, một trong số những điểm khác biệt lớn nhất đến từ sức mạnh vượt trội Katakuri nắm giữ bao gồm nhanh hơn, khỏe hơn và trả quỷ cũng đặc biệt hơn. Thêm một lợi thế lớn nữa là Haki quan sát cấp cao. Anh đã mài dũa nó đến mức có thể nhìn thoáng qua tương lai gần của Luffy trong phút chốc. Vậy nên, xét về mặt sức mạnh vật lý, Lu không thể nào có cửa thắng. Cứ thế, cậu bị nuốt chửng bởi Mochi. Tưởng rằng nắm chắc chiến thắng, ông thần tư lệnh ngọt vẫn nung dung gọi đồ ăn chui vào căn nhà tự tạo thưởng thức chùm mền.
Từ ấy tạo cơ hội cho Luffy dùng võ mồm phá giải Mochi, sau đó dùng nắm đấm phá lô căn nhà tự tạo, sâu ra bộ hàm tiền đạo tiền vệ của Katakuri cho bản dân thiên hạ thấy. Đánh mất đi sự hoàn hảo cho mắt người khác, anh thẳng tay giết chết tên đầu bếp giao đồ ăn. Luffy đã có thể tận dụng cơ hội này khiến đối thủ bị thương không phải một lần mà tận nhiều lần. Tất cả điều này không phải là vì Luffy đã mạnh lên hay nhờ vào trạng thái Gear 4, mà chỉ đơn giản là Katakuri đã sa sút về mặt tinh thần. Giờ đây, anh dần nhận ra mình không phải bất khả chiến bại, thứ anh cần vật lộn chính là lý tưởng bản thân, một lý tưởng anh đã mất 4 thập kỷ xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người, trong phút chốc đã bị sụp đổ. Nó mang lại cho anh cái nhìn về thực tế không thể phủ nhận. Điều thú vị trong trận chiến là Luffy chưa bao giờ nói đạo lý về những thứ cậu nhìn thấy. Với một người có thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, khi ai cũng đều body shaming cái miệng từ Katakuri. Còn đối với Luffy, mối quan tâm duy nhất của cậu là cuộc chiến giữa họ. Không quá nếu nói, Lu là người duy nhất trong suốt cuộc đời Kata không phán xét anh vì vài vết sẹo trên miệng. Dù vậy, cuộc chiến vẫn tiếp tục, Katakuri vẫn cho thấy sự áp đảo về thể chất hạ gục Luffy hết lần này đến lần khác. Một trận chiến được tiến hành trên phương diện tinh thần, bởi đối với thuyền trưởng băng mũ rơm, không có bất kỳ trở ngại nào cản trở tâm trí cậu. Trong khi bên kia chiến tuyến dần rơi vào tình trạng lung lay, anh luôn tự hỏi bản thân về các mặt đối lập và xung đột trong lý tưởng. Có thể anh chiến thắng Luffy về mặt vật lý nắm đấm, nhưng đó vẫn chưa phải là một trận đấu hoàn hảo vì lý tưởng của Lù vẫn chưa thua. Đỉnh điểm là khi một đứa em gái cho băng xuất hiện can thiệp trận chiến, giúp Kata càng dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong hư ảo, anh lại cảm thấy tức giận không chỉ vì đối thủ đã phá hủy ảo tưởng về sự hoàn hảo, mà còn về sự giúp đỡ từ cô em gái. Nó giống như một sự sỉ nhục cho việc anh cần giúp đỡ để giành chiến thắng một kẻ yếu hơn mình. Hơn ai hết, Katakuri muốn một chiến thắng hoàn hảo, vậy nên đã tự làm bản thân bị thương tạo ra một trận đấu công bằng. Sau hàng giờ chiến đấu, dần dần Kata hình thành sự tôn trọng đối với Luffy. Một cậu bé, một người đàn ông sống với lý tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi. Hơn thế nữa, dù đã thành công với cách sống đó, còn bản thân anh luôn phải gồng mình làm sao cho hoàn hảo nhất. Để rồi khi lộ ra điểm yếu, ngay cả chính đứa em gái trong gia đình cũng sỉ nhục anh. Từ đó, Kata dần thay đổi, bỏ đi lớp khăn che miệng, vứt bỏ luôn triết lý trước đó của mình và chấp nhận điểm không hoàn hảo. Không cần nói quá nhiều, mũ rơm đã vô tình thay đổi tư lệnh ngọt trở thành một con người khác. Anh trở nên quyết tâm bảo vệ gia đình mình hơn, đặc biệt là với Big Mom, một bạo chúa sẵn sàng tước đi mạng sống của con trai. Càng về cuối, cuộc chiến không còn nhằm mục đích bảo vệ gia đình, mà chính là cuộc xung đột tư tưởng nội tâm trong Katakuri. Tiếp đến, lý do giúp Luffy chiến thắng. Chính trong giai đoạn này, Kata có một điểm yếu khác mà có thể sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ tình huống nào nữa. Đó chính là sức chịu đựng. Nói đơn giản thì anh không quen khi phải nhận quá nhiều đòn tấn công như vậy, và ngược lại, anh cũng không quen đấm người khác lâu như vậy. Hãy tưởng tượng, ngay cả một vận động viên boxing đấm vào một bào cát thời gian dài cũng sẽ thấm mệt. Đây là một cuộc đụng độ giữa người đàn ông chưa bao giờ nằm xuống và người đàn ông không bao giờ bỏ cuộc. Vậy nên, ai trụ lâu nhất, người đó sẽ chiến thắng. Ngay cả khi tung đòn đánh cuối cùng, lúc đó Kata đã thở dốc, cả thể xác lẫn tinh thần đã kiệt quệ. Còn Luffy vẫn đứng lên, vẫn còn ý chí chiến đấu. Thật sự, Katakuri đã thua. Vì thế, anh mới hỏi một câu đơn giản trước khi ngã xuống rằng, một ngày nào đó cậu sẽ quay lại và lật đổ Big Mom chứ? Và câu trả lời của Luffy là... Ngay khi nghe câu trả lời, Katakuri chấp nhận ngã xuống, đánh dấu sự thất bại mà người đời truyền tụng là siêu nhân, một kẻ đầy lòng tự hào và kiêu hãnh. Thế nên xét trên phương diện dù là Luffy hay Katakuri thì chiến thắng vẫn thuộc về nhân vật chính. Điểm cuối cùng, hai người này trong tương lai. Về mặt ý chí tinh thần, Luffy đã chiến thắng, nhưng nếu có một cuộc đối đầu giữa hai người ở tương lai thì sẽ rất khó nói. Hiện tại Lu đã phát triển cả Haki vũ trang lẫn bá vương, còn về phần Kata, có thể anh sẽ luyện tập, quyết tâm thực hiện mong muốn của mình, vượt qua Big Mom bảo vệ toàn bộ thành viên trong gia đình. Vì thế, sẽ rất khó nói nếu một trận chiến trong tương lai xảy ra giữa hai người họ, ai sẽ giành chiến thắng. Bởi trước đây, tôi có làm một video nói về Katakuri, anh mang ý chí giống với râu trắng.
Chính vì vậy, nếu Luffy thật sự trở thành vua hải tặc và Kata là râu trắng phiên bản 2, thì có lẽ họ sẽ ngang tài ngang sức như Roger và râu trắng năm xưa vậy. Đấy là trên phương diện phân tích thôi nhé. Còn theo cá nhân tớ thì có aura nhân vật chính thì chẳng ai so sánh được, và kết quả cuộc chiến vẫn sẽ nghiêng về Lù. Vì với tốc độ phát triển sức mạnh nhanh như trong chóng, mới mấy ngày đã luyện được Haki vũ trang cấp cao, sau đó lại còn lĩnh hội được cách vận dụng bá vương tung ra những đòn đánh chất lượng, đến cả Kaido kim cương bất hoại còn phải khóc thét nữa mà. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về Katakuri và Luffy, tại sao Luffy lại xứng đáng giành chiến thắng. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bị Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!